Xin kính chào quý đồng nghiệp. Hôm nay tôi rất là hân hạnh được cùng với cô Phó Giáo sư Tiến sĩ Châu Ngọc Hoa cùng với các bạn chia sẻ kinh nghiệm về vấn đề nhiễm COVID-19 trong hai cái bệnh cũng khá quan trọng ở Việt Nam là đái tháo đường và bệnh lý tim mạch. Tại sao tôi nói là chia sẻ kinh nghiệm? Bởi tất cả những cái thông tin mà chúng tôi trình bày ở đây đó, nó sẽ đang tiến triển và nó một phần là dựa trên những cái nghiên cứu và một phần thì là kinh nghiệm của các chuyên gia. Nếu các bạn mà là cái người mà rất là cứng nhắc theo về lý thuyết, tức là lúc nào cũng cào cũng guideline đó, thì các bạn sẽ thấy là những cái nghiên cứu mà công bố về COVID trong cái thời kỳ này đó đều là từ theory, và gần như là không có một cái nghiên cứu nào gọi là RCT như là cho như là số 1 hay ở trong cái hướng dẫn của các cái bệnh lý. Thì tuy nhiên ấy, chúng ta cũng thấy là người ta không thể bỏ được cái case series và kinh nghiệm của các chuyên gia. Thế vì vậy cho nên là riêng cái bài trình bày của tôi ngày hôm nay đó, thì tôi tổng hợp tất cả những đó và nhìn cái góc cạnh về dịch tễ học đó, để xem là những cái thông tin chúng ta sẽ sử dụng như thế nào trong cái thực hành lâm sàng của chúng ta. Thì tôi xin phép với cô Châu Ngọc Hoa là tôi sẽ trình bày trước, sau đó cô Châu Ngọc Hoa sẽ trình bày về vấn đề tim mạch sau, và sau đó chúng ta sẽ có phần câu hỏi. Thì các bạn có thể gửi câu hỏi cho ban tổ chức để chúng ta giải quyết vào cuối buổi. Thì hy vọng chúng ta sẽ làm việc đúng thời gian. Thì cái đề tài của tôi ngày hôm nay đó là bệnh đái tháo đường ở trong thời kỳ COVID. Một cái slide của CDC nó cho thấy là đúng là cái hình ảnh cái dịch bệnh đó, trong vòng độ hơn một tháng, vâng là hơn 2 tháng, chúng ta thấy là cái số người mà bị mắc bệnh nó tăng lên cái đỉnh và hiện tại thì nó chưa xuống ở nhiều nước. Thế màu cam đó là những cái người mà bị nhiễm ở Mỹ, châu Mỹ, còn màu vàng mà nhạt hơn đó là ở châu Âu, và màu xám xám này là ở vùng châu Á. Thì chúng ta thấy là ở cả ba thì đều cao, nhưng mà hiện nay đó thì ở trên thế giới đó, nếu tính theo cái số người bị nhiễm đó, thì ở Mỹ là cao nhất. Và sáng hôm nay đó, thì chúng ta thấy là cả thế giới đó, là đã có hơn 4 triệu người bị nhiễm con COVID-19 rồi. Và chúng ta cũng có con số nó thay đổi từng ngày. Số mà trong nửa ngày đó, của cái ngày là mừng ngày hôm qua, trong nửa ngày nó đã thay đổi như vậy. Hôm nay là nó lên trên 4 triệu người. Và Mỹ đã là cái nước có số ca nhiễm nhiều nhất. Thế nhưng mà thật sự ra đó, những cái con số này đó, nó nói lên cái điều gì? Nó nói lên một cái trend là cái dịch bệnh nó đang xảy ra. Tuy nhiên á, cái số người mà bị nhiễm là nó tùy thuộc vào số chúng ta thử được bao nhiêu trường hợp để phát hiện ra những cái nhiễm COVID-19. Vì vậy nếu mà những nước mà cái tài lực nó yếu đó, nó không thử được nhiều thì có thể nó không phát hiện ra những ca bệnh. Hoặc là trường hợp những cái ca bệnh của những cái nước đó nó nhẹ và nó không khiến cho người ta phải đến bệnh viện để ta phát hiện. Vì vậy cho nên là những cái con số dịch tễ này nó nói lên một điều là cái dịch bệnh đang tăng nhanh, và ở một số nước mà cái tài lực kinh tế nó nhiều đó, nó được thử nhiều thì nó phát hiện được bệnh rất là nhiều. Dù sao đó, thì chúng ta cũng thấy là cái số người tử vong đó, thì cũng ít hơn là cái số người được phục hồi. Thì cũng là một cái điều mà đáng gọi là cũng còn mừng một chút. Đây là một cái, cũng là một cái biểu đồ ở bên Ý. Chúng ta biết là miền Bắc nước Ý, Lombardy là cái vùng mà gọi là tâm dịch trong thời gian vừa qua. Và đây là cái hình ảnh nó biểu lộ cái trend của cái nhiễm COVID trên toàn thế giới. Ở Ý cũng vậy và ở nước khác cũng vậy. Cái trend đó nó cho thấy điều gì? Là những cái ca bệnh đó mà xảy ra là chủ yếu ở cái người lớn tuổi, nhất là cái người mà nhóm trên 70 tuổi. Đó. Còn cái số đó mà trẻ đó, từ 19 tới 50 đó, thì cái tỷ lệ nhiễm COVID-19 mà được phát hiện là ít hơn. Thế ra bệnh này đó là chủ yếu là người già có vẻ như là bị nhiều. Cái thứ hai đó là nữ giới đó bị mắc bệnh ít hơn nam giới. Và hiện nay người ta đang có cái khuynh là người ta dùng progesterone đó để gọi là xét dùng cho nam giới để xem ra là cái nguy cơ đó về dịch bị lúc mà bị lây nhiễm thì bị bệnh nặng nó có giảm hay không, bởi vì hình như là progesterone nó có cái đặc điểm kháng viêm. Thì
Và trên tất cả thế giới thì chúng ta đều thấy là bất cứ nước nào đó thì cái tỷ lệ nhiễm bệnh của phụ nữ cũng ít hơn nam giới, và cái tỷ lệ tử vong đó của nữ thì cũng ít hơn nam giới. Thì đấy là cái trend chung. Thì đây là ở Ý thì nó cũng đại diện như vậy thôi. Cái tiếp theo đó là những cái trường hợp mà lâm bệnh nặng đó, thì chúng ta cũng thấy là đa số trường hợp là nhẹ hoặc là không có triệu chứng gì hết. Đó chỉ có khoảng 1/4 đó là nặng, triệu chứng nặng. Triệu chứng nặng thì thường thường là sốt, ho, khó thở và rất mệt. Và 5% là critical, tức là lúc đó phải điều trị ở những cái trung tâm đặc biệt, thí dụ như chăm sóc tập trung hoặc là chăm sóc tập trung hoặc là những cái phòng bệnh nặng riêng của từng loại bệnh viện đó. Còn khoảng 7% là không có triệu chứng gì hết, và khoảng 10% là triệu chứng không có gì đặc biệt, nó giống như là cúm bình thường. Thì mặc dù đây là một cái tổng hợp ở bên Ý, nhưng mà trên thế giới, toàn thế giới cũng đều là như vậy. Thì cái dịch Covid này thì thật sự ra đó, nó chỉ phản ảnh một cái vấn đề nhiễm virus gọi là beta RNA đó, mà chúng ta đã trải qua nhiều lần rồi. Thì trong đó, đó có ba cái dịch mà nếu mà chúng ta nhớ lại đó, thì cái SARS-1 đó, thì vào năm 2003 thì chúng ta biết nó cũng bắt đầu từ Trung Quốc và cái tỷ lệ tử vong của nó khá cao, 10%. Thì Việt Nam hồi đó cũng được xem như là cái nước chống dịch khá tốt, nhưng mà đây là một cái bệnh mà nó tự hết, và cái vật mà nó lây á, thì nó cũng là từ con rơi hoặc là vật nuôi ở nhà. Còn cái dịch mà nặng hơn á, là MERS, thì là cái vật chủ, cái vật mà gọi là mang mầm bệnh để truyền cho người là con lạc đà, thì cái tỷ lệ tử vong của nó rất là cao, là 34%, nhưng mà nó ở Trung Đông. Thì nó mình ở Việt Nam thì mình cũng không biết gì đến cái gì nhiều, mà mình lật lại lịch sử thì mình thấy như vậy thôi. Thì cái dịch SARS-1 đó, năm 2003 đó, thì nó tự hết. Và vì vậy đó cho nên người ta cũng không nghiên cứu cho nó nhiều. Đến cái lần này đó, thì cái dịch nó khá kéo dài, nó ảnh hưởng đến nền kinh tế ở trên toàn thế giới, và cái tỷ lệ tử vong của nó xảy ra rất là nhanh. Mặc dù là hiện tại nó chỉ vào khoảng từ 5,3 cho tới 7% thôi, tức là ít hơn MERS và ít hơn là cái dịch trước. Nhưng mà vì cái ảnh hưởng của nó rất nhiều ở trên toàn thế giới về mọi phương diện đó, cho nên hiện nay thì người ta đang nói đến rất là nhiều. Vậy ta có biết nhiều gì con này không? Thì hiện tại là gần như chúng ta không hiểu biết gì nhiều về cái con virus này hết. Vì vậy đó, chúng ta mới nhìn qua, đây là một cái tổng kết của một nhóm bác sĩ ở bên Trung Quốc đó. Thì ta thấy là cái con virus này đó, nó chỉ là một cái mảnh RNA rất là nhỏ, nhưng mà khi nó xâm nhập vào cơ thể đó, thì nó ảnh hưởng đến rất nhiều cơ quan. Và người ta thường nói là ảnh hưởng bởi phổi, bởi vì đã cái biểu hiện lâm sàng của nó đó, nặng nhất là ở phổi. Tuy nhiên đó, mới đây người ta lại thấy đó, cái khả năng mà lây nhiễm đó, thật ra đó, ở kết mạc mắt đó, nó gấp 100 lần cái khả năng lây nhiễm đi qua đường hô hấp. Thế vì vậy cho nên có lẽ là nếu mà chúng ta không có bị cận hay bị loạn thì chúng ta cũng nên đeo một cái kính mà không độ đó để bảo vệ cái mắt của mình. Thì đấy là về vấn đề mà lây nhiễm. Cái thứ hai là khi mà con virus thâm nhập vào mình á, thì chúng ta biết là những cái tế bào đa nhân trung tính của mình sẽ có nhiệm vụ là nó xử lý những cái gọi là antigen của con virus đó để nó trình diện cho các cái tế bào gọi là tế bào miễn dịch ở trong cơ thể, như là đa nhân trung tính, tế bào tua hoặc là những cái tế bào niêm mạc. Và nó cho ra hai cái loại miễn dịch, một là miễn dịch tế bào và hai là miễn dịch dịch thể. Thì chúng ta biết miễn dịch tế bào á, thì là do cái tế bào lymphocyte đảm nhiệm, và miễn dịch dịch thể đó là lymphocyte đã chuyển thành cái plasma, tế bào plasma cell, và sau đó tạo ra những cái kháng thể mà chúng ta có thể đo được. Thế vì vậy cho nên để phát hiện ra con virus thì chúng ta biết là hiện nay đó, hai cái xét nghiệm mà được sử dụng nhiều nhất là cái real time PCR, vì nó dựa trên cái đặc điểm về di truyền của con virus, và cái thứ hai là phát hiện kháng thể hoặc là bằng phương pháp ELISA, phương pháp thử nhanh. Thì cái phương pháp ELISA tìm kháng thể IgM, IgC á, thì thường thường là phải vào khoảng độ nhiễm độ 5-7 ngày nó mới bắt đầu có kháng thể. Còn cái test nhanh á, thì nó chỉ có tính cách là định tính thôi, tức là có kháng thể hay là không thôi, chứ nó không có gọi là định lượng được. Và đây là những cái triệu chứng mà chúng ta cũng rất là quen thuộc khi mà chúng ta bị nhiễm con virus này. Thì tôi không nhắc lại bởi vì nó rất là giống cúm. Nhưng mà vì cái thụ thể, lát nữa cô Hoa sẽ nói kỹ hơn á, của S2 mà cái con virus này gắn vào các cơ quan là nó nhiều nhất ở nhiều cơ quan,
Nhưng mà trong đó ở phổi là quan trọng nhất, thì chúng ta sẽ thấy là những cái triệu chứng của nó thường thường là ở đường hô hấp, nhưng mà nó cũng không khác gì với những cái triệu chứng cúm bình thường. Tuy nhiên nếu chúng ta coi trên những cái bài phỏng vấn của những cái bệnh nhân mà đã bị đó, thì người ta trả lời, người ta nói rằng đó là cái ho ở trong cái trường hợp này đó, họ đã bị cúm rồi nhưng cái ho này họ không thể kìm giữ được, rất là khó chịu, ho liên tục và mệt mỏi, và cái mệt đó thì coi như là không có nhấc chân nhấc tay lên được và khó thở. Thì đấy là những cái triệu chứng mà những người đã bị người ta chia sẻ với mình. Tuy nhiên đó, gần đây đó, thì bệnh càng nhiều người ta càng ghi nhận những thể bệnh mới. Thí dụ như viêm cơ tim, đột quỵ ở người trẻ dưới 40 tuổi, rối loạn đông máu và những biểu hiện ngoài da. Thì đây là cái biểu hiện người ta mới có, phải là phát hiện và người ta nghĩ rằng là cái ngón chân COVID, tức là cái ngón chân này nó giống như là nó bị một cái vật gì dập đụng vào đâu rồi nó sưng đỏ lên. Tuy nhiên chúng ta thấy có trường hợp rash hoặc là nổi papule và chắc quẩy vân vân, thì càng ngày người ta càng ghi nhận nhiều. Thì bệnh càng nhiều người ta càng ghi nhận ra những cái bệnh. Riêng đối với bệnh đái tháo đường thì chúng ta cũng biết, thì nếu mà chúng ta không nhiễm bệnh thì cũng chẳng sao hết, nhưng mà nếu chúng ta nhiễm bệnh thì đây coi như là một tình trạng stress. Thì câu hỏi luôn luôn đặt ra đó là khi người đái tháo đường mà bị cái bệnh nhiễm như là SARS-CoV-2 hay là COVID-19 như vậy đó, thì có thể đưa đến một số biến chứng cấp, thí dụ như nhiễm toan xê tôn hoặc là tăng áp lực thẩm thấu hay không đó. Thì cái câu này chúng ta sẽ gọi là có thể là phân tích trong cái phần tới. Tuy nhiên thì sau khi lướt qua cái COVID-19 như vậy đó, thì tôi đi đến phần đái tháo đường. Và đây là những câu hỏi mà tôi nghĩ là chúng ta thường đặt ra khi chăm sóc người đái tháo đường trong cái thời kỳ này. Thứ nhất là bệnh đái tháo đường có làm tăng nguy cơ nhiễm COVID-19 hay không? Thì tôi trả lời ngay là cho tới thời điểm hiện tại không có một cái bằng chứng nào là người nhiễm COVID, người đái tháo đường tăng cái nguy cơ bị nhiễm COVID-19 hết nếu không có tiếp xúc với nguồn bệnh. Cái thứ hai là khi đã bị nhiễm rồi có tăng nguy cơ bị trở nặng, phải nhập ICU, tăng nguy cơ thở máy hay tử vong hay không, là tăng glucose huyết ảnh hưởng đến sự hậu hay không, rồi xử trí các trường hợp, và nếu mà chữa tốt thì có cải thiện được dư hậu hay không. Và tiếp theo là xử trí các trường hợp đái tháo đường nhìn chung là ngoại trú, nhập viện, và một số lưu ý về sử dụng thuốc. Thì ở đây chúng ta cũng thấy là những cái người nguy cơ mà CDC đã tổng hợp ra đó, thì chúng ta thấy là cái người già là nói chung là những người già, những cái người bị bệnh phổi, những bệnh tim mạch nó đứng trên, rồi sau đó là những bệnh béo phì nặng hoặc có bệnh nền như đái tháo đường thì nó đứng ở cấp dưới, chứng tỏ là những cái phần trên này là nó quan trọng và nó gặp nhiều hơn. Tuy nhiên thì cái người đái tháo đường nó cũng là có cái gọi là cái ảnh hưởng bởi cái dịch bệnh COVID. Thì đây là tôi tổng hợp những cái tỷ lệ bệnh nhân đái tháo đường trong các nghiên cứu về COVID-19 cho tới ngày hôm nay. Thì như tôi đã nói đó là cho tới ngày hôm nay đó, tất cả những nghiên cứu về dịch tễ đều là case series, và đôi khi đó là nó chưa được peer review nữa. Thế nào là cái vấn đề peer review? Tức là khi mà đã peer review rồi đó thì cái thông tin nó có thể đưa vào guideline. Còn nếu mà chưa đưa vào peer review, nó chỉ là gọi là thông tin để chúng ta biết trong các letters, trong các correspondence chẳng hạn đó, thì cái đó là chúng ta xem để biết, và biết cái trend như vậy để chúng ta làm việc trong hàng ngày. Thành ra chúng ta giờ các cái báo, thí dụ như JAMA, New England vân vân đó, là chúng ta xem là cái loại này là có peer review hay không, chúng ta biết cái độ tin cậy. Và những cái case series đó thì chúng ta biết là nó tổng hợp trong những cái lúc mà dầu sôi lửa bỏng, tức là bệnh đang rất là nặng vân vân. Cho nên là cái tỷ lệ đó chắc chắn là nó không có phản ảnh đúng cái số người được bệnh. Thí dụ như tôi nghĩ ở Vũ Hán chẳng hạn, thì có thể là người già bị đái tháo đường và chết ở nhà trước bệnh viện. Cho nên cái tỷ lệ đái tháo đường mà phải nhập viện thì chắc chắn có thể là thấp hơn cái số người thực sự đái tháo đường bị nhiễm COVID-19. Thì cái đó là cái mà chúng ta luôn luôn phải suy nghĩ khi chúng ta nhìn một cái kết quả về dịch tễ. Chúng ta biết là đầu tiên là cái nghiên cứu rất là ít, chỉ có 138 bệnh nhân thôi. Thì cái số người nhập ở Vũ Hán như vậy là có đái tháo đường là 11%. Sau đó thì đến cái số liệu lớn hơn thì tập hợp ở bệnh viện hơn 500 bệnh viện trong 30 tỉnh cũng ở Trung Quốc đó, thì cái tỷ lệ bệnh đái tháo đường là 97,9%. Rồi ở Ý, tức là ở Lombardy đó,
tâm dịch của châu Âu, chúng ta biết là cái đái tháo đường trong cái nghiên cứu mà bệnh nhân phải nhập ICU vì nhiễm COVID-19 là 17%. Rồi sau đó là đến cái tâm dịch ở New York thì chúng ta thấy là đái tháo đường trên mở là 5.700 bệnh nhân đó thì thấy 33.8% người bị đái tháo đường. Và cái gọi là cái data lớn nhất ở bên Anh mà mới công bố phần gần đây đó thì trên 16.000 người bệnh nhân thì cái số đái tháo đường không biến chứng ở những cái người bệnh nhân ở Anh phải nhập viện là chiếm 19%. Thì các bạn thấy là con số này nó rất thay đổi tùy theo cái vùng miền và tùy theo cái số liệu mà thu thập được. Như chúng tôi đã nói, tức là có những trường hợp mà ở ngoài, không ở trong bệnh viện thì người ta không có tổng kết được. Và nhưng mà dù sao á, thì với những con số ít như vậy, người ta cũng thấy là đái tháo đường có liên hệ với các yếu tố tiên đoán về diễn tiến và sự học. Thí dụ như so với cái người mà đái tháo đường mà bị nhiễm COVID mà chữa ở phòng khám á, với cái người phải nhập viện á, thì chúng ta thấy là cái phổi thường thường bị nhiễm nặng hơn. Dĩ nhiên là có nặng thì mới phải nhập viện. Nhưng mà đã những cái yếu tố đó mà nó yếu tố viêm á, mà yếu tố báo động đến cái cytokine storm, tức là phải nặng để đến nỗi phải nhập ICU, có thể đưa đến suy hô hấp cấp. Thí dụ như neutrophil cao, CRP, ferritin cao, tốc độ lắng máu cao, anh tàng lương cao, hoặc là những yếu tố đông máu như D-dimer cũng tăng fibrinogen thì cao hơn ở cái người đái tháo đường, cao hơn là người không đái tháo đường. Trong khi đó những yếu tố như là lymphocyte, hemoglobin hoặc albumin thì thấp hơn. Thành ra là những cái người phải nhập viện là nó đã tiềm ẩn những cái yếu tố báo động là cái tình trạng nặng có thể xảy ra. Thì đây là một cái bài đăng ở trong New England trên 1099 bệnh nhân nhiễm COVID-19 là của tác giả Wang. Thì chúng ta thấy là trong cái số người này đó thì khoảng đái tháo đường là chiếm 7,4% thôi. Nhưng mà số người mà 81 người này thì 5,7% là không nặng, còn nặng là gấp 3 lần. Và phải nhập ICU thở máy và tử vong là 26,9. Như vậy cái trend chúng ta thấy là cái người đái tháo đường mà bị nhiễm COVID phải nhập viện thì nặng hơn, và cái nguy cơ mà bệnh diễn tiến đến nặng phải nhập viện hay là phải can thiệp là nó cao hơn. Và cũng cùng cái tác giả này nhưng mà đăng trên một tờ báo khác á, thì phân tích theo một kiểu khác, tức là nếu mà so với cái loại mà gọi là bệnh đồng mắc á, thì nó sẽ làm tăng cái nguy cơ phải nhập viện, phải nhập ICU, phải thở máy như thế nào. Thì nếu mà là COPD thì cái nguy cơ nó tăng lên khoảng 2,7%. Đái tháo đường nó tăng huyết áp khoảng 1,6%. Và nếu mà ung thư thì tăng lên gấp 3,5%. Có một yếu tố nguy cơ thì tăng lên 1,7 hay là 1,8 lần. Và hai yếu tố nguy cơ trở lên 1,5 hoặc là có khi cao hơn nữa. Thành ra nó càng có nhiều bệnh đồng mắc, càng yếu tố nguy cơ thì cái khả năng bệnh nặng phải nhập ICU thở máy hay là tử vong thì đều cao hơn. Và đây là một cái kiểu phân tích khác, cũng trên một cái nhóm bệnh nhân ở cái Vũ Hán như vậy, có thể là nó cùng có chứa một số bệnh nhân giống nhau. Và đây một cái nghiên cứu đó tổng hợp cho một số tác giả ở Indonesia làm, thì chúng ta thấy là cái nghiên cứu này đã tổng hợp được hơn 6.000 bệnh nhân trong 30 nghiên cứu. Và kết cục quan tâm đó là đái tháo đường á, thì cái kết cục xấu tổng hợp là tử vong, nhiễm nặng, suy hô hấp cấp, cần nhập soát thoát tập trung và bệnh diễn tiến nặng hơn ở trên người đái tháo đường là như thế nào. Thì chúng ta thấy là đái tháo đường liên hệ với tăng nguy cơ tử vong là hơn 2 lần, tăng cái bệnh diễn tiến nặng hơn 2,45 lần, tăng cái bệnh tiến triển là 3 lần, nhưng mà không tăng với liên hệ với cái tăng nhu cầu phải nhập soát thoát tập trung. Và cái yếu tố mà gọi là liên hệ độc lập với cái bệnh trở nặng ở trên người đái tháo đường là tuổi và tăng huyết áp. Trong khi đó thì cái bệnh tim mạch có sẵn thì không có ý nghĩa thống kê. Thì cái này nó cũng chỉ cho chúng ta thấy một cái trend thôi. Thì dù sao đó là đái tháo đường thì thường thường là cái bệnh trở nặng nhiều hơn và phải nhập ICU nhiều hơn. Và ở Mỹ đó, thì đây là một nhóm nghiên cứu ở bên Atlanta để cho nghiên cứu quan sát tập hợp hơn 1.000 bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại 88 bệnh viện ở Mỹ. Thì chúng ta biết là trong số này đó thì chỉ có 17,3% là bị đái tháo đường được định nghĩa là có kết quả HbA1c là 6,5%. Còn cái nhóm đó mà không có kết quả HbA1c, không biết là bị đái tháo đường hay không, và cái
đường huyết hai lần thử là lớn hơn 180 thì người ta xếp vào cái nhóm là glucose huyết cao không được kiểm soát. Và người ta theo dõi bệnh nhân cho tới lúc mà bệnh nhân xuất viện hoặc là tử vong. Thì người ta thấy đó là ở cái người mà có đái tháo đường từ trước hoặc là đái tháo đường đường huyết tăng mà không được kiểm soát theo cái định nghĩa tôi vừa mới trình bày đó, cái tỷ lệ tử vong như vậy là 28,8 so với người không có đái tháo đường và không có đường huyết tăng là chỉ có 6,2% thôi. Như vậy rõ ràng là đường huyết cao hoặc có đái tháo đường từ trước nó có liên quan đến tử vong. Và một cái điều thú vị đó là chúng ta thấy là những người có đái tháo đường từ trước đó, so với cái người mà đường huyết tăng cao trong bệnh viện mà không biết có đái tháo đường đó, thì người đái tháo đường tỷ lệ tử vong là 14,8%, trong khi cái người có đường huyết tăng cao trong bệnh viện mà không biết có đái tháo đường từ trước là có 41,7% thôi. Điều này không khác gì cái nghiên cứu của mấy chục năm về trước cho thấy rằng những cái người khi nhập viện, những cái người biết đái tháo đường từ trước thì cái tỷ lệ tử vong ít hơn là những cái người có đường huyết tăng cao mới phát hiện trong bệnh viện, có thể là chỉ tăng đường huyết do stress hoặc là cho tăng đường huyết do đái tháo đường mà không biết. Thật ra chúng tôi thấy là mặc dù đây chỉ là một cái case series quan sát thôi, nhưng nó không khác cái nghiên cứu vài chục năm về trước. Đấy, như vậy là rõ ràng là đường huyết tăng cao thì liên hệ với tử vong, và đường huyết tăng cao mới phát hiện tử vong lại còn cao hơn nữa. Bây giờ câu hỏi tiếp theo đặt ra đó là nếu bây giờ chúng ta kiểm soát đường huyết tốt thì có cải thiện được dự hậu hay không? Thì đây cũng là một cái nghiên cứu của một nhóm tác giả ở bên Trung Quốc. Thì đây là một cái bài báo còn đang gọi là được peer review và dự định là mùng 2 tháng 6 thì mới đăng thành báo giấy, báo thật đó. Còn bây giờ là mới đưa trên mạng thôi. Thì cái này cũng rất là thú vị là chắc là mấy tác giả này cũng có cái năng khiếu về quảng cáo đó. Thành ra đây là một cái bài báo duy nhất mà nó có cái hình ngay trong cái abstract. Thì chúng ta có thể nhìn cái hình này là chúng ta biết rồi. Đấy là cái người đã tháo đường so sánh giữa cái hai nhóm. Đấy, đây là cái số người mà đi nhập viện vào rồi bỏ bao nhiêu ra ca, như là các bạn đã đọc thấy thì cô không nói lại để tiết kiệm thời gian. Thì trong đó thì chúng ta thấy là có 282 bệnh nhân đường huyết được kiểm soát tốt. Tức là trong bệnh viện nó vào khoảng từ 3,9 tới 10 mmol trong một lít. 10 mmol tức là 180 mg trên decilit. Chúng ta biết cái con số 180 đối với bệnh nhân đái tháo đường mà nhập viện nó rất là con số là ai cũng biết hết. Tức là nếu mà chúng ta giữ cái đường huyết từ mức đó trở xuống mà không để hạ đường huyết thì coi như là đạt mục tiêu. Thì và 500 bệnh nhân thì cái đường huyết không có đạt mục tiêu, tức là trên 180 mg trên decilit. Thì như vậy đó, cái số người mà đường huyết đạt mục tiêu sống sót là 98,9%, còn cái số người mà không đạt mục tiêu thì tử vong là 11%. Thì chúng ta nhìn cái này thì chúng ta thấy rằng là đây cũng là một cái case series, mặc dù là nó có mô tả như vậy nhưng mà nó cũng chỉ là case series thôi. Trả lời cho chúng ta câu hỏi là nếu mà chúng ta kiểm soát đường huyết tốt cho bệnh nhân trong bệnh viện thì có cải thiện được sự hậu. Thì chúng ta trả lời tiếp cái câu hỏi đó. Và những cái yếu tố mà liên quan đến cái bệnh nặng đó, thì giữa hai cái nhóm là cải đường huyết tốt và đường huyết không tốt cũng khác nhau. Màu xanh là cái nhóm đường huyết đạt mục tiêu dưới 180 mg trên decilit, tức là 10 mmol trên lít và không có bị hạ đường huyết. Và màu đỏ là cái người mà để đường huyết cao trên 180 mg trên decilit hay là trên 10 mmol trong một lít. Thì chúng ta thấy là đường huyết thì cao hơn, rồi lymphocyte thì thấp hơn, tức là cái miễn dịch tế bào ấy, cái khả năng nó thấp hơn. Neutrophil thì cao hơn, tức là yếu tố viêm thì mạnh hơn. Rồi những cái trường hợp như là LDH cũng cao hơn, CRP cũng cao hơn và cái interleukin 6 cũng cao hơn. Thành ra rõ ràng là đường huyết cao nó có liên hệ với những cái yếu tố về dự hậu. Thế bây giờ với những cái thông tin về dịch tễ như vậy thì chúng ta xử trí cái đường người đái tháo đường trong cái dịch bệnh COVID thì như thế nào? Thì nếu các bạn lên mạng ấy, thì các bạn thấy là bây giờ ai cũng nói đến COVID với đái tháo đường hết á. Nhưng mà tôi trình bày ra đây là những cái logo của những cái trung tâm mà tôi hay kiểm tra thôi. Nhưng mà gần đây nhất thì nó có hai bài. Một bài là của bác sĩ Gupta ở bên Ấn Độ cũng nói về đái tháo đường và COVID-19. Nhưng mà tôi không thích bằng cái bài này. Tức là cái bài này là đăng ở trong Lancet mới đây ngày 23 tháng 4. Thì nói về cái khuyến cáo gọi là thực hành để xử lý những người đái tháo đường
trong cái dịch bệnh bị nhiễm COVID. Thì nếu mà các bạn coi tên á, thì các bạn sẽ thấy là tập hợp hầu hết gọi là những cái tên tuổi lớn về đái tháo đường ở nhiều nước. Trong đó, đó thì có Juliana Chan, là cái bà mà rất là quen thuộc với chúng ta ở Hồng Kông. Nhưng mà ở cái đầu này người ta cũng nói là personal view thôi, tức là này là ý kiến cá nhân thôi. Bởi vì làm sao cho tới nay chúng ta không có cái ICT nào để mà quy định đưa ra ngoài này hết. Thế là ý kiến cá nhân dựa trên kinh nghiệm của các chuyên gia. Nhưng mà các bạn thấy một điều là các chuyên gia này ở toàn những cái nước gọi là giàu có trên thế giới, cho nên trong cái này không hề nhắc đến sulfonin ure. Thì tôi cũng trình bày với các bạn như vậy, bởi vì chúng ta biết là khi chúng ta đọc một cái bài này, chúng ta biết cái trend của những cái người viết cái bài đó như thế nào. Thế thì bây giờ đó, đái tháo đường là chúng ta sẽ xử lý như thế nào? Thì chúng ta cũng biết là cái độ nặng đó của cái độ nặng của cái nhiễm COVID này trở lại. Làm sao trở lại được em nhỉ? Chúng ta biết cái độ nặng thì nó theo thời gian. Có người không có nặng, bị cái là khỏi liền. Là giai đoạn đầu là nhiễm sớm. Nhưng mà có người thì trở nặng, tức là giai đoạn là có khi là cũng chỉ sổ mũi, ho, sốt thôi. Nhưng mà tới suy hô hấp, bắt đầu có khó thở. Hoặc là đến cái tình trạng người ta gọi là cytokine storm, tức là cái phản ứng viêm nó quá mức đó, nó làm hại, tổn thương tất cả các cơ thể. Thì cái giai đoạn nó diễn tiến như vậy. Đây là cái triệu chứng và đây là những cái xét nghiệm cận lâm sàng ở trong các giai đoạn này. Nhưng cái vấn đề đó là dựa trên cái diễn tiến này này, thì tôi tổng hợp các cái guideline hay là các ý kiến của các chuyên gia mà tôi vừa mới trình bày với các bạn ở các trang web mà tôi ở slide trước á, thì tôi chia ra làm 4 cái phần. Thứ nhất là cái giai đoạn mà bệnh nhân đã tháo đường mà chẳng có gặp một cái người mà bị nhiễm COVID nào hết thì tốt nhất là tránh lây nhiễm. Sau đó đó thì bệnh nặng nhẹ có thể điều trị ngoại trú, hoặc rồi nặng phải vào ICU và thở máy và chăm sóc tích cực đa chuyên khoa. Thì ở cái giai đoạn nặng thì thuốc insulin là quan trọng nhất. Còn ở cái giai đoạn đầu thì như thế nào? Cái giai đoạn 1 chúng ta chưa bị bệnh, tốt nhất là phòng ngừa nhiễm bệnh. Cái nguyên tắc chung là ở nhà, người già thì ở nhà. Cái này rõ ràng là thấy tất cả những cái vùng nào đó mà giãn cách xã hội tốt thì cái đỉnh dịch nó đều giảm hết. Vệ sinh cơ thể là rửa tay. Sau đó là cái, bây giờ cái mắt là trở nên rất là quan trọng. Và lau rửa những cái dụng cụ mà chúng ta sống, thí dụ như là đi siêu thị, về nhà thì chúng ta phải lấy dầu dịch sát khuẩn, lau hết tất cả những cái bao bì, vứt bao bì đi rồi mới lấy đồ ăn bên trong. Tiếp theo là chúng ta củng cố hệ miễn dịch, rồi kiểm soát đường huyết tốt thôi, như bình thường, dinh dưỡng, luyện tập và dùng thuốc. Bao giờ tôi cũng để cái dinh dưỡng, luyện tập, tại vì cái này nó quan trọng, không kém thì dùng thuốc hết. Và chú ý những cái người có biến chứng tim mạch và thận sẵn thì chúng ta phải dùng thuốc đầy đủ, tại vì những người này chưa có bệnh gì hết. Làm sao chúng ta củng cố hệ miễn dịch? Bây giờ người ta biết rất là rõ là ngủ đủ giấc từ 6 đến 8 tiếng một ngày, giảm stress về tinh thần, chú ý các loại thức ăn giàu chất xơ, thì đây là và chất oxit hóa, đây là tôi lấy ở trên mạng đó, tỏi, trà xanh, gừng, những cái này là gọi là kinh điển, và nước chanh. Nước chanh thì gọi là có chứa vitamin C, nhưng mà nếu các bạn đọc trên mạng thì người ta nói là họ cam chanh, nhưng mà thật ra chanh nó nhiều vitamin C hơn, và chanh nó không có chứa đường nhiều như là cam. Vì vậy cho nên tôi có một số bệnh nhân đó, người ta không uống nước chanh mà ta uống nước cam. Người ta uống nước cam thì triglycerides và đường của họ tăng lên rất là dễ sợ. Và các bạn lưu ý đến cái chuyện này một chút, bởi vì cam của mình nó rất là ngọt. Nhưng mà ở cái giai đoạn này đó, bệnh nhân không có tiếp xúc với nguồn lây, không có triệu chứng, nhưng mà cũng có thể có một ai đó có bệnh đến nhà thăm hỏi, nói chuyện. Thành ra có thể đã nhiễm bệnh nhưng bệnh nhân không có triệu chứng. Nhưng mà không có triệu chứng thì chúng ta vẫn cứ điều trị và theo dõi và củng cố cái hệ miễn dịch thôi. Đến giai đoạn mà bắt đầu bị nhiễm bệnh, thí dụ như có sốt, có ho, đau họng, thì dĩ nhiên là chúng ta phải phân biệt với lại cúm mùa rồi, và chúng ta phải làm xét nghiệm. Thì ở Việt Nam á, là chúng ta phải đến bệnh viện để làm xét nghiệm thôi, chứ không có tự đi đến bác sĩ tư để làm xét nghiệm được. Đó, thành ra chúng ta nên nhớ lại là xác định cái tiếp xúc nguồn lây và liên hệ ngay với bệnh viện để được làm xét nghiệm. Nhưng mà nếu mà bệnh nhân vẫn ăn uống được, không có dấu hiệu mất nước, không có dấu hiệu nhiễm toan, đó thì làm sao? Chúng ta tiếp tục dùng thuốc đang sử dụng, uống được đầy đủ và cân mỗi ngày. Bởi vì đó, cái cân nó giảm nhanh, nó cho chúng ta biết là có dấu hiệu mất nước hoặc là mất bù chuyển hóa trầm trọng.
Và nếu mà nhiễm toan thì dĩ nhiên là chúng ta phải thử ceton ở trong máu hoặc trong nước tiểu thôi. Và trong trường hợp này, nếu bệnh nhân có điều kiện, có máy ở nhà thì nên theo dõi glucose huyết mỗi 4 giờ. Và cảnh giác dấu hiệu mất bù, tức là có thể nhiễm toan ceton hoặc là tăng áp lực thẩm thấu đó, là khi mà đường huyết tăng đột ngột trên 250mg trên decilit, tức là vào khoảng độ 14mmol một lít, thì dĩ nhiên là chúng ta phải thử ngay ceton trong máu và trong nước tiểu. Nếu dương tính đến ngay bệnh viện, cái này không xử lý ở nhà được. Và những triệu chứng lâm sàng đã báo động đến tình trạng mất bù là chán ăn, buồn nôn, nôn, mệt mỏi và giảm cân nhanh. Thí dụ trong 1-2 ngày giảm 1-2 ký đến ngay bệnh viện, cái này không có chần chừ ở nhà, không có xích đầy run gì hết. Xích đầy run là nó ở trong cái giai đoạn đầu thôi, tức là bệnh nhân chưa có cái dấu hiệu mất bù thôi. Và vì cái bệnh SARS-CoV này có thể diễn tiến rất là nhanh, thành ra khi có cái triệu chứng nghi ngờ mà nhiễm thì nên xem xét lại cái thuốc đang dùng. Và nếu mà là sulfonylurea đó, thì vì có thể gây hạ đường huyết, cho nên nếu bệnh nhân không ăn ớn được hoặc bỏ ăn, bắt buộc phải ngừng. Và nếu bệnh nhân ăn được, vẫn có thể dùng và có thể dùng với liều thấp hơn. Metformin thì cần kiểm tra độ lọc cầu thận nếu mất nước. Nếu thiếu nước, dặn bệnh nhân uống nước đầy đủ và chỉnh liều dựa trên cái ICFA. Còn cái thuốc ức chế kênh đồng vận chuyển sodium glucose transporter đó, thì vì nó tăng nguyên cơ mất nước và tăng nhiễm toan ceton ở bệnh nhân mất bù chuyển hóa, cho nên là nếu mà có cái triệu chứng nghi ngờ như là giảm cân nhanh hoặc là ceton dương tính là ngừng ngay, rồi đợi bệnh nhân ổn định 48 tiếng sau dùng lại, không chết chóc gì hết. Còn cái thuốc ức chế men GLP-1 receptor analog thì bản chất nó gây chán ăn, thành ra bệnh nhân ta mệt mỏi, ta đã chán ăn rồi thì có thể tốt nhất chúng ta nên ngừng, rồi khi nào bệnh nhân ăn lại được thì dùng lại. Và cuối cùng đây là những thuốc gây tranh cãi thì có thể các bạn đặt trong phần câu hỏi hoặc là cô Hoa sẽ nói. Và đây là mục tiêu glucose huyết cho bệnh nhân ngoại trú, thì cái này không khác gì cái mục tiêu mà chúng ta đã biết. Chỉ có cái là nếu mà bệnh nhân có máy thử đường huyết liên tục á, thì 70% trường hợp là cái đường huyết nó phải ở trong khoảng từ 3,9 đến 10mmol một lít và tránh hạ đường huyết. Nếu có hạ đường huyết thì chỉ dưới 4% các cái trường hợp đo và 1% ở người già yếu thôi. Bây giờ đến lúc mà phải vào bệnh nặng thì cái này tôi nói với các bạn điều trị bệnh nhân trong bệnh viện thôi. Đấy, mà ăn vào bệnh nặng mà còn ăn á, thì như vậy là chúng ta chích insulin nền và insulin trước các bữa ăn. Và trong trường hợp khi chúng ta thử máu mà thấy insulin đường huyết mà lớn hơn cái mục tiêu thì chúng ta cho thêm một liều insulin hiệu chỉnh. Tôi lấy thí dụ như mục tiêu của chúng ta là 180 mà chúng ta đo lúc đó là đến 200, thì như vậy là nó trên mục tiêu 20mg trên decilit, thì chúng ta thêm một mũi insulin nhanh. Và thêm như thế nào thì trung bình đó là một đơn vị insulin nó hóa giải được 15g đường. Và thường thường như vậy thì chúng ta có thể thêm một đơn vị insulin tùy cái kinh nghiệm của bác sĩ điều trị. Thành ra chúng ta dùng insulin nền, insulin trước ăn và insulin hiệu chỉnh. Và có thể một số nghiên cứu có thể dùng cái nhóm enzyme DP4 trong cái giai đoạn này. Và nếu mà bệnh nhân đã phải thở máy, hôn mê, có suy hô hấp cấp hoặc có cytogastrin thì chỉ có cách là truyền insulin liên tục hoặc là insulin nền và hiệu chỉnh thôi, không có con đường nào khác hết. Cho nên đây là cái mà để cho những cái bạn mà dùng trong cái bệnh viện. Tóm tắt lại, đây là tóm tắt cái thuốc mà tôi đã trình bày. Sulfonylurea có thể dùng ở ngoại trú, metformin cẩn thận nếu bệnh nhân suy thận, thành ra phải bảo đảm uống nước đầy đủ. Thuốc ức chế enzyme DPP4 tương đối là an toàn. GLP-1 receptor analog chán ăn thì không nên dùng. Thuốc ức chế kênh đồng vận chuyển sodium glucose transporter theo dõi chức năng thận, ngưng nếu mà có triệu chứng phổi hoặc là mất nước nặng hoặc là nhiễm ceton. Insulin thì có thể dùng được. Thành ra để trả lời các cái câu hỏi tôi vừa mới đặt ra đó, thì như vậy tóm lại là chúng ta thấy là cho tới nay chưa có bằng chứng là người đái tháo đường tăng nguy cơ bị lây nhiễm hơn người không đái tháo đường nếu không tiếp xúc với nguồn lây. Thành ra tốt nhất là tránh nguồn lây. Nếu mà nhiễm COVID thì người đái tháo đường sẽ có nguy cơ gì? Thường thường là có nhiều biến chứng và nặng hơn, khả năng nhập ICU cao hơn, thời gian nằm viện lâu hơn, tỷ lệ tử vong có thể lên đến 10-20%, đường huyết khó kiểm soát do đề kháng insulin. Nhưng một số bác sĩ cũng nhận thấy là bệnh nhân có thể bị hạ glucose huyết. Nhưng mà chúng ta cũng thấy là trong cái nghiên cứu của Trung Quốc mà tôi vừa mới trình bày, nếu mà chúng ta ổn định đường huyết dưới 180mg trên decilit và không để hạ đường huyết thì có thể là dự hậu tốt hơn. Và vì bệnh nhân có thể là có nguy cơ hạ đường huyết nếu không ăn uống được, cho nên chú ý giảm liều sulfonylurea insulin 30%.
đối với cái liều đang sử dụng. Còn đây là những cái thuốc này thì tôi đã trình bày rồi. Bây giờ câu hỏi sau cùng là chúng ta đã ở thời kỳ hậu Covid chưa? Trong 22 ngày nay chúng ta không hề có một ca nào lây nhiễm trong cộng đồng. Chúng ta biết là khi chúng ta bị một cái bệnh dịch đó thì bao giờ cũng có một cái đỉnh dịch. Sau đó đó thì dịch nó giảm, hoặc là con virus nó tự chết, hoặc là người đó đã có kháng thể và đã tìm ra huyết thanh để bảo vệ cho con người, hoặc là các bác sĩ điều trị quá giỏi cho nên là cái dịch nó giảm. Không loại trừ trường hợp có thể có một cái cơn bùng phát dịch thứ hai, chúng ta không biết được. Và cái đặc điểm đó mà có kháng thể nó thay đổi tùy trong cộng đồng, chỉ khi nào đó khoảng 80-90% dân chúng ở trong cái vùng đó mà có kháng thể, khi đó chúng ta có thể nói an toàn là chúng ta có được cái miễn dịch cộng đồng thôi. Thành ra cái ở trong thời kỳ hậu Covid hay chưa, chúng ta đâu có biết. Đó. Và đây là một cái slide cũng mới ở trên JAMA cho chúng ta thấy là các cái phương pháp phát hiện cái kháng thể và con virus khác nhau và cái sự thành lập kháng thể. Chúng ta biết đây là các cái tuần lễ bệnh nhân bị bệnh. Và sự thành lập kháng thể chúng ta biết là chỉ sau khi mà bị nhiễm vào khoảng 5-6 ngày thôi thì mới bắt đầu có kháng thể IgM và IgG. Và khi mà chúng ta phát hiện con virus đó, chúng ta có thể quét hầu họng, chúng ta lấy dịch ở phổi gì đó vân vân. Đó thì nếu mà chúng ta quét hầu họng thì đây là cái biểu đồ diễn tiến. Nếu mà chúng ta theo dõi người đó liên tục, nếu chúng ta lấy cái dung dịch mà ở phổi đó, rửa ở phổi đó thì đây cũng là cái diễn tiến mà có con virus hiện diện. Nếu mà chúng ta theo dõi cái người đó liên tục trong khoảng thời gian đó. Còn trong cái trường hợp mà chúng ta gọi là tìm ở trong phân đó, thì cái biểu đồ diễn tiến là nó như thế này. Thành thử ra là cái khả năng mà chúng ta tìm với con virus đó, nó tùy cái xét nghiệm chúng ta sử dụng và tùy cái chỗ mà chúng ta lấy để tìm với con virus đó. Nếu bây giờ đó, chúng ta chỉ dùng triệu chứng lâm sàng để tầm soát bệnh thì sao? Đây là 50 nhân viên y tế có kết quả dương tính với SARS ở Mỹ. Thì người ta thấy là đó, có 7% chẳng có triệu chứng gì hết. Và khoảng 40% chỉ có triệu chứng sốt thôi. Nếu mà chúng ta chỉ dựa vào sốt rồi mới đi thử máu thì sẽ có một số người người ta không chưa có biểu hiện sốt thì tôi sẽ bỏ sót một số bệnh mà người lại có nhiễm COVID thực sự. Và nếu bây giờ có tất cả các cái triệu chứng gọi là khá điển hình như tôi trình bày trong cái slide đầu thì chúng ta vẫn bỏ sót 17%. Cho nên nếu mà để phát hiện ra bệnh thì thật ra tốt nhất là thử tất cả. Nhưng mà không có một cái nước nào có nguồn lực để làm cái chuyện đó. Thành ra người ta phải tùy cái nguồn lực kinh tế mà người ta xác định xem là cái priority, tức là cái ưu tiên đó, là dùng cho cái người nào. Thì ngay cả CDC đó, người ta cũng nói là ưu tiên là phải là những cái người mà có nhiều nguy cơ và có nhiều cái khả năng bị nặng. Thí dụ như người già, người có thai, từ người có nhiều cái bệnh đi kèm vân vân. Đó là cái phần đầu tiên, tức là chúng ta không thể nào thử hết được tất cả mọi người, cho nên chúng ta không biết hết là có ai là bị thật sự là ai bị hay không. Cái thứ hai đó là cái mẫu xét nghiệm thì chúng ta lấy ở vùng hầu họng thì cái khả năng mà phát hiện được đó là 63%. Nếu mà là đúng rồi, hầu và mũi đó. Và nếu ở vùng hầu họng chỉ có 32% thôi. Đa mà khám ra nó thì thấp, nhưng mà nếu mà lấy hút ở cái vùng mà hô hấp dưới đó, thì cái khả năng dương tính rất là cao. Thành ra vì vậy tùy cái chỗ lấy đó, chúng ta cũng có thể là lấy được cái chỗ con virus nó ở hay là lấy ở những chỗ khác nữa. Vì vậy chúng ta thấy xét nghiệm lúc thì dương, lúc thì âm, chuyện đó cũng chẳng có gì là lạ hết. Rồi những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả đó, thí dụ như độ chạy và độ chuyên biệt của xét nghiệm. Chúng ta biết là cái specificity của PCR đó thì nó là 100%. Đó, tức là nếu đã nói là không nhiễm thì là không. Nhưng mà khi chúng ta làm PCR thì cái này cực kỳ quan trọng. Tức là cái cách bảo quản mẫu đó, khi đi từ cái chỗ lấy mẫu tới cái phòng xét nghiệm và cái kỹ năng thực hiện xét nghiệm rất là quan trọng để cho ra một cái kết quả đúng. Còn cái xét nghiệm kháng thể mà ELISA đó thì chúng ta thấy là gần đây trên TV nói là Việt Nam đã là làm với Nhật đó, thì ELISA là độ nhạy, độ chuyên biệt là 95%. 95%, tức là nếu mà nói độ nhạy 5% không phát hiện được, độ chuyên biệt thì chúng ta cũng vẫn bỏ lọt là 5%. Đó, thành thử ra là còn cái test nhanh thì tôi biết là chỉ có ý nghĩa định tính thôi, tức là có xác có nhiễm hay không nhiễm, còn không có biết được thêm cái gì khác hết. Thành ra đấy, tất cả những cái xích chắc khi chúng ta biện luận một cái kết quả xét nghiệm
để mà chúng ta có thể nói là chúng ta đã qua được đỉnh dịch hay chưa. Đây là một số những cái kinh nghiệm tôi sưu tập được và chia sẻ với các bạn, trong đó có cái ý kiến cá nhân của tôi. Xin cảm ơn sự chú ý của các bạn đồng nghiệp. Và sau đây đó thì tôi xin mời cô Châu Ngọc Hoa.